Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị thông tin nóng nhất mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 phút sáng cùng ngày, xe khách Thành Bưởi Dương nằm, biển số 50F00483 chạy trên quốc lộ 20 hướng từ Đồng Nai đi Lâm Đồng. Khi đến km 48, đoạn thuộc ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, Đồng Nai, xảy ra va chạm với xe khách 16 chỗ, biển số 86B 01575 chạy chiều ngược lại. Sau cú tông mạnh, xe khách dừng nằm đẩy xe 16 chỗ vào lề đường bên trái, hai xe biến dạng, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến 4 người chết tại chỗ, 5 người khác bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hiện tại, công an đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường đang trích xuất camera làm việc với tài xế để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Trong số các nạn nhân bị thương, có 4 nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, một nạn nhân cấp cứu Bệnh viện Định Quán. Ghi nhận tại hiện trường xe khách 16 chỗ bị hư hỏng nặng, riêng xe Thành Bưởi chỉ hư hỏng phần đầu xe. Một số người dân cho biết trước khi tông trực diện vào xe ô tô 16 chỗ thì xe Thành Bưởi đã va chạm với một xe tải khác. Sáng ngày 30 tháng 9, lực lượng chức năng Đồng Nai đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, hiện đã tạm giữ tài xế xe thành Bưởi và xác minh danh tính nạn nhân để điều tra. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.